Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. Hôm nay setup một cái dàn karaoke cho một bác khách có đuôi điện số điện thoại là 785737 ở Nghệ An các bác nhá. Thì dàn karaoke này là có toàn bộ của nó là 22.200.000. Thì những cái thiết bị ở đây bao gồm là một quân đẩy DAPX 2008, con này thì bảo hành 2 năm hàng mới của DA 8W một kênh. Các bác có thể là đánh được cả full đôi ok luôn, con đẩy này thì rất là khỏe. Đấy, hàng này là hàng xịn nhá. Một con vang Fure. Con vang Fure này có model là EFF 800. Con này thì là có cổng quang luôn. Có cổng quang và chạy chip analog device. Analog device. Nói chung là dòng chip cao cấp. Con này tiếng rất là hay. Bọn em là thực ra con vang này từ hôm giờ em không hề đăng lên trên kênh YouTube của em, là chủ yếu là em để là ghép dàn thôi. Vì đây vang này nếu mà đăng lên là hết đồ chơi để ghép dàn, để dành ghép dàn. Tiếng rất là ok các bác nhé. Con này là hàng bãi. Đấy. Và một thiết bị thứ ba ở đây thì là một bộ mic Deacoustic GS111. Bộ mic này thì đang bên cửa hàng em phân phối là giá là 4.500.000 đồng, bảo hành 1 năm. Đấy, con này là bảo hành 1 năm. Và con đẩy này là bảo hành 2 năm. Đấy. Và cái thiết bị số 3 đây là một con đôi loa DMX. Đây là đôi loa DMX. Đấy. Bass 30. Model của nó là TX12. Đấy, đôi loa này đang có giá là 9 triệu các bác nhá. Đấy, 9 triệu. Đây có chuyện đôi loa này. Đấy, đôi loa rất là đẹp. Riêng nguyên bản luôn nhá, hàng này là bao chuẩn. Riêng đôi loa này thì là cửa hàng em sẽ bao cho các bác là chuẩn zin 100%. Chuẩn. Đấy, nếu bác nào mà tìm ra được đấy nó loa này bên hàng cửa hàng em mà bán mà không phải là zin và bị làm nhái hoặc là bị làm lại thì các bác đến nhà em sẽ hoàn gấp 2 lần tiền. Đấy, cam kết cho các bác. Đấy các bác nhá. Thì đôi loa này là còn em đây là đôi loa cuối cùng ở trong cái lô ấy. Còn lại là bên em là còn lại 4 5 đôi nữa, nhưng mà là bác làm lại thì bên em sẽ bán thanh lý cho các bác sau. Đấy. Còn đôi này là zin. Đấy, zin là 9 triệu, zin nguyên bản là hàng đẹp. Thực ra cái đôi này là đúng là hết rồi. Đấy, có một bác khách là cọc 2 đôi. Cọc 2 đôi cất đi, bác là cọc 10 triệu 2 đôi. Sau này thế là không biết là sao bác lại lấy có một đôi thôi, còn một đôi thế là cuối cùng là thừa. Thì hôm nay là tiện này là ghép luôn cho bác này là tổng kết luôn. Đấy. Em vừa bóc túi bóng rồi đấy, cho nên mà rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp luôn. Nha các bác nhá. Hàng chuẩn zin bản luôn. Đối với cái dàn này thì em vừa mới ghép xong, đây mic đây. Và bây giờ mời các bác chúng ta nghe thử chất âm của nó nhá. Em vừa cài xong hết rồi. Rất là ok. Đấy. Lên 1 2 đêm và anh sẽ tìm em đêm. Thì đối với những cái dàn như thế này thì em ghép cho các bác là cũng không phải lo cái chuyện là rú rít ở đây nhá. Đấy. Lên 1 2 đêm. Đấy, em đang khi mà trong quá trình sử dụng là các bác để cái mức đẩy này là mức khoảng 3 giờ như thế này. Đấy, 3 giờ như thế này á. Đấy. 3 giờ hoặc là có thể là vặn kéo hơn một tí cũng được. Đấy. Nhưng mà tầm nó như thế này. Đấy. Còn đây. Đo như thế này. Đấy các bác xem lại toàn bộ cái dàn này. Lên 1 2 lên 1 2 đang mở. Rất là ok các bác nhá. Thì đối với những cái dàn này thì cái vấn đề mà cắt hú ở đây thì khi mà các bác mua ở đây thì em sẽ cài cho các bác là tiếng nó chuẩn hết và nó không bị hú rít. Giống như chúng ta mua riêng từng thiết bị một, đặc biệt là cái vấn đề hú ở đây là nó rất là khó cắt. Đấy, khó cắt. Khi mà cắt hú này chúng ta phải đánh đổi một trong hai thứ, một là tiếng. Đấy, một là tiếng. Nếu như mà cắt hết hú được thì tiếng nó sẽ hơi bí một tí. Tuy nhiên là cái mức hú cắt hú ở đây thì em chỉ cắt ở mức độ tương đối, tức là giống như thế này. Em sẽ mở cho các bác như thế này là không bị hú là ok đấy. Như thế này là không bị hú. Tuy nhiên là nếu như mà để mà mở nhạc lớn mà dí vào loa để không hú được là như thế thì là em không làm được. Mà nếu như làm được thì sẽ không hát được nữa, tại vì là nó hết tiếng rồi. Đấy, các bác lưu ý như thế. Thì trong cái mức giới hạn như thế là em là ghép cái dàn này rất là ok. Đấy, bây giờ em test thử lại cái tiếng mic của nó một lần nữa cho các bác xem nhé. Mic này là có tự ngắt bác nhá. Lên 1 2 lên 1 2 lên. Tiếng rất là ok. Thì nhắc lại cái giá của cái dàn này là 22.200.000 nhé. Bác nào lấy thì liên hệ cửa hàng em nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác. Đây, các bác xem lại toàn bộ thiết bị.